Xin chào tất cả các bạn nhé, chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Trong buổi chiều hôm nay thì mình lại đi làm clip cho các bạn xem đây. Hôm nay là chiếc máy xúc sẽ xúc cát lên chiếc công nông ba bánh để chở vào trong thôn xóm các bạn nhé. Mình đang chạy xe thì lại nhảy xuống để review các bạn xem. Đấy, các bạn nhìn xe mình đỗ kìa. Đấy. Vâng. Đấy lại múc cát lại chạy cho người ta. Vâng, đây cháu ngày nào cũng sáng mà đi làm, chiều mới về mới lại đi quay được. Vừa rồi là chiếc vâng. Vừa rồi là chiếc Hitachi 75V70V xúc cát lên chiếc xe công nông ba bánh tự chế nhá. Đấy, bác xế lái máy giỏi phết đây, đùa. Rất khỏe các bạn nhá. Rồi mình xin kết thúc video đây nhá. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh ủng hộ cho kênh mình. Tạm biệt các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Rồi ở đây bãi này có hai con máy nhá. Và rồi tiếp tục bây giờ mình lại lên chiếc xe kia. Để đi về. Mình vừa đi làm về các bạn nhá. Mình bán giày dép. Nghề của mình là đi đổ giày dép cho các cửa hàng. Đấy, xe vẫn nổ máy luôn.